Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá mít Thái cập nhật sáng ngày 6 tháng 2, 2024. Giá mít giảm tiếp, hôm nay nhiều vựa đã nghỉ Tết. Tại Tiền Giang, kem nhất 18.000, kem nhì 12.000, kem 38.000 và mít chợ 4.000 đồng. Ở Đồng Tháp, An Giang, Long An, kem nhất còn 17.000, kem nhì 11.000, kem 37.000, mít chợ từ 3-4.000. Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, kem nhất 16.000, kem nhì 10.000, kem 36.000, mít chợ 3.000 đồng. Ở Vĩnh Long và Trà Vinh, kem nhất 16.000, kem nhì 10.000, kem 36.000, mít chợ 3.000 đồng. Đồng Nai, Bà Rịa, Vũng Tàu, Bình Thuận, kem lớn 15.000, kem nhỏ 6.000, mít chợ 3.000. Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, kem lớn 15, kem nhỏ 6 và mít chợ là 3.000 đồng. Ở Tây Nguyên, kem lớn 13, kem nhỏ 5.000, mít chợ 3.000. Cảm ơn bà con đã... Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phúcanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.